Nếu được hỏi, bạn đã nghe và biết được bao nhiêu bài hát nói về đề tài chống dịch COVID-19? Nếu bạn trả lời là dưới 100 ca khúc thì con số đó thực sự là quá ít so với tổng số bài hát mà người Việt Nam đã sáng tác ra trong vòng 2 năm qua. Còn nếu như trả lời là mới chỉ biết được vài ba ca khúc về COVID-19 thì thực sự đó là con số quá nhỏ bé. Bởi vì ngay lúc này thì Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có nhiều bài hát về đề tài COVID-19 nhất thế giới. Và đằng sau mỗi một bài hát ấy chính là minh chứng cho một tinh thần Việt Nam lạc quan, đoàn kết, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ một khó khăn và thách thức nào, kể cả như dịch COVID-19 hiện nay. Lấy cái dịch của music dập đại dịch. Em hãy yên lòng, có anh nơi tâm dịch. Vâng, ngay lúc này chỉ cần tra tìm cụm từ âm nhạc chống COVID-19 bằng tiếng Anh trên các nền tảng xã hội toàn cầu thì dễ dàng nhận thấy ngay Việt Nam hiển thị với số lượng nhiều nhất về những bài hát COVID-19 cực kỳ độc đáo. Gần đây đã có rất nhiều người Việt Nam gửi bình luận mong muốn giới thiệu thêm về các bài hát COVID-19 của Việt Nam đến MC John Oliver, người đã tạo ra cơn sốt cho cả thế giới biết về ca khúc Gen COVID của Việt Nam. Khi đưa bài hát này lên chương trình truyền hình Last Week Tonight của Mỹ vào đầu tháng 3 năm ngoái. Cụ thể, nhiều người Việt Nam đã viết: Thưa biên tập viên John Oliver, nếu anh chỉ dừng lại ở việc đưa mỗi ca khúc Gen COVID lên sóng truyền hình, thì thực sự anh đã bỏ lỡ cơ hội cho khán giả Mỹ và người dân toàn cầu biết về Việt Nam với tư cách là quốc gia đã sáng tác ra nhiều bài hát về COVID-19 nhất thế giới. Corona cấp báo động đang liên hoàn những hồi chuông. Đêm ngày lo dịch kia đang ở đâu? Theo con số thống kê chưa đầy đủ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đã có tới gần 1.000 bài hát về đề tài COVID-19 được sáng tác trong vòng 2 năm qua bởi cả giới làm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên. Đeo khẩu trắng người ơi, cơn đại dịch rồi sẽ qua mau. Nam hi ở cạnh Trung Hoa kiểm soát rất tốt, vậy là ok. Nhà nghiên cứu văn hóa Bulgaria Vobana Haskov đã có nhiều năm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cho rằng sở dĩ người Việt Nam luôn kiên cường bất khuất là vì họ có sức mạnh tinh thần rất lạc quan. Ngay cả trong lúc gian khổ ác liệt nhất thì họ vẫn sáng tác ra được các ca khúc tuyệt vời. Và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam thì không một loại vũ khí nào có thể đánh bại được. Chúng ta, nhân dân Việt Nam, mà chúng ta không biết nói gì từ gì khác là chúng ta có một nhân dân Việt Nam mà thế giới và nhiều bạn bè nói rằng rất tuyệt vời. Và qua đây lại càng hiểu cái dân tộc Việt Nam mình tinh thần tương thân tương ái thế nào. Đấy. Kêu gọi cái các địa phương, các cá nhân, các doanh nghiệp, người ta đóng góp ủng hộ. Nên cái tình nghĩa đồng bào, đúng là nghĩa đồng bào. Phải tuyên dương cái mặt này chứ. Nhiều sĩ quan quân đội nước ngoài tham chiến tại Việt Nam từng nói rằng họ đã từng chứng kiến có những bài thơ, ca khúc cách mạng được phát trên loa đài ở Việt Nam có sức mạnh thôi thúc chiến đấu còn lớn hơn cả trục quân đoàn. Nó như là tăng thêm một cái sức mạnh, nó là cho toàn dân. Có lúc thì gọi là cổ vũ thanh niên xung phong, có lúc thì bộ đội, thậm chí là từng binh chủng một cũng đều có bài hát. Thế và trong nhân dân có rất nhiều bài hát. Mỗi người dân là một chiến sĩ. Chỉ thị số 16. Ngày lúc này tại Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng nông thôn Việt Nam, các bài hát về COVID-19 với âm hưởng dân ca dễ nghe, dễ nhớ luôn được người dân đón nhận nhiệt tình. Toàn dân đi đoàn ý kết, ta cùng góp sức chung tay đẩy lùi đại dịch Corona. COVID-19 lây lan không kể biên giới xóm làng. Thời đừng kéo tôi qua mày chơi, bước ra đường tầm này là toan. Đây là lấy dịch trị dịch. Yêu Việt Nam chúng tôi, I love you, I love you. Việt Nam cố lên, Việt Nam quyết thắng.
Thưa quý vị, tại miền Trung, Quảng Bình đang là một trong những điểm nóng khi mà dịch COVID-19 liên tục lan rộng trong những ngày qua. Chiều qua thì tỉnh này công bố phát hiện thêm 43 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh từ trước đến nay lên 758 ca. Và trong hoạn nạn thì hình ảnh người dân đoàn kết tương trợ lẫn nhau lại một lần nữa khiến cho bao người phải xúc động. Chúng ta còn nhớ vào giữa cơn đại hồng thủy cuối năm 2020, hàng chục chiếc thuyền đánh cá của người dân vùng biển Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã ngược lên vùng An Thủy để cứu giúp hàng trăm người đang chơi vơi trong lũ lụt lịch sử. Năm nay thì người dân làng biển này bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19. Người dân vùng lũ đã xuôi xuống vùng biển để trả nghĩa bằng tất cả tấm lòng. Xã Ngư Thủy Bắc thuộc huyện Lệ Thủy đã xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 và đã bị buộc phải phong tỏa 14 ngày. Người dân trong xã gần như chỉ làm nghề biển và lệnh phong tỏa đến bất ngờ nên cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Nhớ mùa lũ kinh hoàng cuối năm 2020, ngư dân ở xã biển này đã đưa hàng chục chiếc thuyền đi biển ngược lên các xã vùng cạn, cứu hàng trăm người dân chơi vơi trong lũ dữ. Nên từ những ngày đầu tháng 9, một nhóm những người dân tại thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã đứng ra kêu gọi người dân trong xã và các xã xung quanh góp sức hỗ trợ người dân vùng biển này. Hưởng ứng lời kêu gọi, hàng trăm người dân vùng lũ Lệ Thủy đã cùng góp gạo, rau gửi về giúp người dân vùng Ngư Thủy Bắc. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nông sản trong tuần qua vẫn chưa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực do dịch COVID-19 vẫn đang vô cùng phức tạp. Trong khi người chăn nuôi gà công nghiệp vẫn thua lỗ thì người chăn nuôi lợn cũng đang lo lắng khi mà giá lợn hơi đang tiệm cận mức giá 50.000 đồng một ký. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Tháng 7 và tháng 8 vừa qua, giá gà công nghiệp tại các trang trại chăn nuôi đã xuống mức rất thấp. Tại Nam Bộ trong tuần này, giá gà lông trắng vẫn chỉ có giá từ 6.000 đến 8.000 đồng một kg, gà lông màu 28.000 đồng một kg, trong khi gà thải loại không bán được. Thống kê ở các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, các địa phương đang có khoảng 9,3 triệu con gà lông trắng đã đến tuổi xuất chuồng. Một con gà đạt chuẩn xuất chuồng là 2,5 kg một con, trong đó trên 4 triệu con đã quá tuổi, trọng lượng mỗi con trên 3,8 kg. Tất cả số gà trên đều tiêu thụ rất khó khăn. Tuần qua, thị trường thịt lợn cũng ghi nhận dấu hiệu hạ giá khi lợn hơi trên cả 3 miền tiếp tục biến động giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, hiện chỉ còn 50 đến 55.000 đồng một kg, có địa phương xuống dưới 50.000 đồng một kg, mức thấp nhất trong 2 năm gần đây. Nếu dịch bệnh được kiểm soát vào cuối tháng 9, ngành chăn nuôi có thể hồi phục trong tháng tiếp theo. Nhưng dịch bệnh kéo dài hơn, nguồn cung dự báo sẽ giảm khoảng 20% đến Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang ngày càng khiến cho ngành thủy sản của nước ta khó khăn gấp bội. Ngày hôm nay, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, hiện đã có đến 70% các nhà máy chế biến thủy hải sản phải ngừng sản xuất, chỉ còn khoảng 30% sản xuất theo ba tại chỗ. Nhưng các nhà máy đang sản xuất thì công suất cũng chỉ được khoảng từ 20 đến 40%. Những ngày qua, giá cá tra nguyên liệu giảm xuống còn 20.500 đồng đến 21.500 đồng một kg. Chi phí trung bình để sản xuất 1 kg cá nguyên liệu khoảng 22.500 đồng một kg. Với mức giá này, người nuôi lỗ từ 900 đến 1.400 đồng một kg. Khó khăn lớn nhất của các nhà máy chế biến cá tra thực hiện ba tại chỗ vì phát sinh quá nhiều chi phí, công và lương người lao động tăng, vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Người lao động không muốn làm ba tại chỗ vì xa nhà. Với những nhà máy được phép hoạt động, số lượng công nhân có thể huy động cũng chỉ chiếm 30-50%, số còn lại phải nghỉ việc hoặc nghỉ không lương. Tình trạng này khiến cho công suất sản xuất trung bình đã giảm chỉ còn 20% đến 40% so với trước đây.